vào cái cây lúa, và nếu như mà nhện giá có chích hút thì lúc này bằng cái cơ chế lưu dẫn và nhện giá cũng bị gây hại. Hoặc là nếu mà cái lượng nước chúng ta phun xịt tốt lớn, có nghĩa là từ 400 đến 600 lít nước, mà cái lượng nước có thể thấm được vào và giết trực tiếp luôn bằng cái cách tiếp xúc thì rất là hay. Do đó mà chúng tôi khuyến cáo là khi bà con phát hiện có cái vết nám bẹ cạo gió ở trên ruộng của chúng ta thì chúng ta hãy phun Ameta. Với Ameta thì bà con có thể quản lý được ngay. Và bà con biết là cái vòng đời của cái nhện giá rất là ngắn, khoảng 10 đến 12 ngày. Do đó mà nếu chúng ta cắt được cái vòng đời của nhện giá và cái Ameta này có thể lưu dẫn trong cây lúa của chúng ta đến 14 ngày. Như vậy thì bà con có thể chủ động để trị, chứ không nhất thiết phải phòng nhện giá không cần thiết, tiết kiệm được cái chi phí của chúng ta. Dạ, cảm ơn Thạc sĩ Bích Trân. Thưa bà con và các bạn, trong quá trình chuẩn bị đầu vụ thì việc có được mầm mạnh mạ khỏe luôn là mục tiêu của bà con nông dân. Và bây giờ thì mời bà con và các bạn cùng theo dõi, ghi nhận về kinh nghiệm xử lý giống của bà con nông dân ở huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Nguồn thu nhập chính của gia đình ông Đặng Tất Út, cư ngụ ấp Đông Thạnh, xã Thạnh Đông B, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, đến từ diện tích canh tác lúa hơn 3 hectare. Với nhiều năm kinh nghiệm sản xuất, ông Đặng Tất Út biết rằng, ở giai đoạn đầu vụ nếu không có biện pháp xử lý giống tốt, cường lực cho cây lúa, thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến năng suất và hiệu quả kinh tế khi thu hoạch. Trên thị trường nông dược hiện nay có nhiều sản phẩm có tác dụng xử lý giống, cường lực cho cây lúa. Với ông Đặng Tất Út, đã nhiều năm nay, ông đặt trọn niềm tin vào sản phẩm Latti của công ty Tân Thành. Cái thằng Latti này thì tôi xài cách đây cũng mấy năm rồi, mấy vụ rồi. Thì thấy cái thằng Latti thì khi tôi ngâm ủ thì nó nứt ra đều rồi, là bắt đầu tôi trộn thằng Latti vô. Trong vòng 12 tiếng là tôi xạ. Mà tôi làm mấy vụ rồi thì tôi thấy cái bộ rễ của nó phát triển rất mạnh. Đó. Cây lúa nó phát triển, bộ rễ nó phát triển mạnh, nó lấy dinh dưỡng, nó nuôi cây lúa rất khỏe. Màu lúa của bữa nay mới được có 2 ngày mà cây lúa nó đã như vậy rồi. Tôi xạ đúng hôm sáng Chủ nhật, là hôm sáng mùng 3 đó, là tôi xạ, mà bữa nay mới chọn, kể như là mới chọn 2 ngày mấy tiếng đồng hồ mà nó được như vậy rồi đó. Nếu mà so với bình thường, như lúa bình thường ấy, chắc nó phải, nếu mà mình đoán theo bình thường nó phải 3-4 ngày. Theo tôi như sử dụng như đoạn đầu á, là tụi tôi cũng ngâm ổ, rồi khi mà xài á, là Latti trước hết là trong đủ 12 tiếng đồng hồ tôi đưa ra, tôi mới xạ. Xạ lúa trong khi mà tôi thấy, cảm thấy á, cái lúa Latti này á, thì theo như cái bộ đấy á, nó xuống sâu, nó ăn sâu xuống dưới đấy, mà mập, và tôi thấy cảm thấy là cây lúa rất khỏe. Với tình hình thời tiết và dịch hại diễn biến phức tạp như hiện nay, bà con nông dân cần thăm đồng thường xuyên, chủ động sử dụng các sản phẩm nông dược theo nguyên tắc 4 đúng. Trong đó, những hiệu quả đã được khẳng định của sản phẩm Latti trong khâu xử lý giống sẽ là điều kiện để bà con chăm sóc cây lúa phát triển tốt ở giai đoạn đầu vụ, hướng đến năng suất cao khi thu hoạch. Thưa Thạc sĩ Bích Trân, qua phóng sự vừa rồi chúng ta cũng thấy là bà con nông dân đã đánh giá cao những tác dụng tích cực của sản phẩm Latti của công ty Tân Thành mang lại. Như vậy thì trong vụ lúa đông xuân 2013-2014, khi mà bà con sử dụng sản phẩm Latti để xử lý giống thì cần phải lưu ý những vấn đề gì? Tôi muốn lưu ý với bà con hai việc, đó là cái thời điểm xử lý và cái liều dùng. Bởi vì cái thời điểm xử lý mà chúng tôi nghiên cứu và cho thấy hiệu quả cao nhất đó là giai đoạn mà lúa chúng ta ủ vừa nứt nanh. Và bà con có thể là làm một trong hai cái việc như sau. Một là chúng ta thay vì lấy ngót là bằng nước thì chúng ta có thể tiện dụng là chúng ta lấy ngót bằng Latti luôn. Còn hai nữa là nếu mà lúa mà chúng ta có điều kiện trải ra thì chúng ta có thể để vào bình chúng ta phun. Thì cái thứ hai nữa đó là cái liều dùng. Thông thường thì bà con thấy cái thuốc nó tác dụng lên cái lúa tốt quá, cái bà con nghĩ là sử dụng tăng liều lên thì nó sẽ tốt hơn. Có nghĩa là càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên nó không phải như vậy, bởi vì trong các cái liều dùng thì chúng tôi đã phân tích, nghiên cứu và ứng dụng rồi. Với cái liều dùng là 2ml trên 1kg giống, có nghĩa là gói 20ml này bà con xài cho 10kg giống. Và với một cái lượng nước vừa đủ để chúng ta trộn trên 1 cái lít nước như vậy,
là nó vừa thấm nước vừa đủ như vậy áo cái hạt giống của chúng ta. Bà con không phải lo, không phải trừ hao. Chúng tôi đã trừ hao cho bà con rồi, bà con không phải tăng lên nữa. Như vậy thì tóm lại là chỉ cần đúng thời điểm lúa nước năm và đúng liều là 20ml cho 10kg giống. Như vậy là đạt hiệu quả tối đa khi bà con muốn sử dụng cái Platy. Dạ, xin cảm ơn Thạc sĩ Bích Trân. Một vụ mùa mới lại đến, mang nhiều hy vọng một vụ mùa bội thu luôn là điều mơ ước của người nông dân bao đời nay. Thuốc tăng trưởng sinh học Plastimula là chế phẩm sinh học mới, độc đáo, tăng khả năng kháng bệnh chăn nuôi trên lúa, phù hợp để sản xuất lúa theo tiêu chuẩn GAP. Plastimula tăng năng suất cây trồng, tiết kiệm phân bón, kích thích lúa chín sớm. Sản phẩm sinh học kích thích tăng trưởng luôn sát cánh cùng bà con. Tân Thành cùng nhà nông chinh phục năng suất. Một vụ mùa mới lại đến, mang nhiều hy vọng một vụ mùa bội thu luôn là điều mơ ước của người nông dân bao đời nay. Thuốc tăng trưởng sinh học Plastimula là chế phẩm sinh học mới, độc đáo, tăng khả năng kháng bệnh chăn nuôi trên lúa, phù hợp để sản xuất lúa theo tiêu chuẩn GAP. Plastimula tăng năng suất cây trồng, tiết kiệm phân bón, kích thích lúa chín sớm. Sản phẩm sinh học kích thích tăng trưởng luôn sát cánh cùng bà con. Tân Thành cùng nhà nông chinh phục năng suất. Thưa bà con, và bây giờ thì chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của bà con nông dân. Trả lời câu hỏi cho anh Nguyễn Thế Thành ở Vĩnh Long. Anh hỏi là sau khi thu hoạch vụ thu đông, tôi không kịp xới, bây giờ ruộng ngập sâu, hỏi sau khi nước rút thì tôi phải xử lý như thế nào? Ý thứ hai, Plasti khi xử lý quy trình giảm 20% phân bón, vậy có giảm lượng giống gieo xạ hay không? Giảm bao nhiêu? Ý thứ ba, anh Thành hỏi là làm gì để chủ động phòng ngừa rầy nâu và vàng lùng lùng xoắn lá? Ý đầu tiên của anh Thành, mời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ. Anh Thành không có xới hoặc là trục dùi cái rơm rạ vào ở trong đất sau khi thu hoạch lúa cái vụ thu đông. Thì cái đó cũng là một cái thất thế. Thất thế về mặt dinh dưỡng mà nói đó, thì nếu mà mình dùi được vào ở trong đất, xới vào trong đất, thì khi mà rơm rạ nó phân hủy thì đất nó sẽ giữ cái dinh dưỡng đó lại. Còn bây giờ anh để cho nó ngập ở trong nước thì nó cũng, nói chung là trong nước cũng có nhiều vi sinh vật nó phân hủy cái rơm rạ này được. Nó cũng sẽ mục trong cái thời gian mà anh ngâm nước. Nhưng mà cái dinh dưỡng đó nó có sẽ theo nước nó đi. Thì đấy là một cái thất thế. Một thất thế thứ hai đó là cái nếu như mà anh xới sau khi thu hoạch lúa, vụ thu đông xong, thì khi mà nước lên đồng như thế này đấy là một cái điều kiện để mà cái lớp đất mặt nó được rửa đi những cái độc chất mà có ở trong đất ở những cái vụ trước á, thì đây là một cái dịp để nó rửa. Mà chúng tôi cũng thường hay nói hoài đây là cái lọc trời cho đồng bằng sông Cửu Long một năm có một cái mùa nước nổi để mà nó rửa các độc chất này. Thì nếu nó rửa được độc chất như vậy thì tới cái vụ đông xuân á, thì lúa của mình như vậy là đất nó rất là lành rồi, nó không còn độc chất nữa, thì nó phát triển hay là ít độc chất thì nó phát triển rất là tốt. Như vậy thì với cái thất thế đó thì chắc chắn rằng khi mà anh làm đất, khi mà nước rút mà anh làm đất rồi thì phải chịu khó đánh rảnh và rửa nước, rửa nó nhiều hơn trong cái điều kiện là anh đã xới hoặc là dùi rơm rạ sau khi thu hoạch cái vụ lúa thu đông. Thì tôi nghĩ rằng cũng là bình thường thôi, nhưng mà nó sẽ hơi nặng phân hơn một chút xíu so với cái việc là anh dùi được cái rơm rạ vào ở trong đất. Dạ, cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ. Mời thạc sĩ Bích Trân trả lời ý thứ hai của anh Thành về sử dụng Plasti thì có giảm được cái lượng giống gieo xạ hay không? Chào anh Thành cùng bà con. Khi sử dụng giống với Plasti, tôi nói là trong trường hợp bà con xạ tay, chứ còn nếu như bà con đã xạ hàng rồi mà với cái lượng giống mà từ 8kg cho đến 11kg thì bà con không phải giảm cái lượng giống nữa. Trong trường hợp mà bà con sử dụng cái biện pháp là xạ tay trên 1.000 mét vuông, bà con xạ thông thường ở cái việc mà khoảng 20kg. Như vậy là chúng tôi đã có những cái ứng dụng cho thấy là khi bà con giảm 30% giống, có nghĩa là bà con chỉ cần 14kg trên 1.000 mét vuông bà con xạ. Sau đó bà con xử lý bằng cái Plasti thì cái việc mà đẻ nhánh hoàn toàn có thể giúp cho cái nhánh hữu hiệu trên ruộng của chúng ta đảm bảo cái năng suất cho bà con. Trong đó thì tôi cũng muốn nhắc lại với bà con luôn, cái Plasti có thể tóm gọn để bà con dễ nhớ là nó có cái nguyên tắc là ba giảm ba tăng và một không. Ba cái giảm đó là giảm được cái lượng giống gieo xạ như tôi vừa nói là 30%, giảm được cái lượng phân bón đạm lân kali như anh Thành đã biết, và với cái giảm thứ hai
Như vậy thì nó kéo đến cái giảm thứ ba, đó là giảm được cái công cái dặm do cái lá ti nó bám rất nhanh và nó tăng cái sự sống mới, giống như là bà con thấy là trong cái phóng sự vừa rồi, anh nông dân là chỉ cần 2 ngày thì coi như là cái ruộng đã xanh. Như vậy là cái sự sống nó đã bắt đầu và nó vững, nó tạo tiền đề cho cái phía sau. Và ba cái tăng nó kéo theo cho chúng ta, đó là tăng cái sức sống của cái mầm lúa, cái tăng thứ hai là tăng cái khả năng kháng bệnh vằn lùng, tăng thứ ba là tăng cái sức chống chịu với cái ngộ độc phèn và ngộ độc hữu cơ. Và cái không đó là không có độc hại cho môi trường, bởi vì lá ti là có nguồn gốc sinh học. Dạ, cảm ơn thạc sĩ Bích Trân. Mời tiến sĩ Giàu trả lời ý thứ ba của anh Thành về chủ động phòng ngừa rầy nâu vằn lùng xoắn lá. Dạ, kính thưa anh Thành cùng một con nông dân, thì thứ nhất á, thì chúng ta thấy là hiện nay chúng ta muốn là phòng cái bệnh vằn lùng xoắn lá. Đây là cái bệnh do virus nó gây nên, nó truyền bởi rầy nâu. Vì thì cái biện pháp mà cái bệnh virus thì nói chung chúng ta không thuốc để trị. Tại vì chúng ta phải sao không cho rầy nâu nó truyền bệnh và nó gây bệnh cho cây lúa lúc nó còn nhỏ, thì chúng ta sẽ coi như là chúng ta thành công trong cái việc mà chúng ta phòng được bệnh này. Như vậy thì muốn là tránh cái rầy nâu nó truyền cái giai đoạn cây lúa còn nhỏ, thì chúng ta phải gieo xạ theo hướng tập trung né rầy, tức là từng cái địa phương đó chúng ta tùy vào cái điều kiện và chúng ta xạ đồng loạt nhưng theo cái hướng né rầy, tức là khi mà rầy nó vừa qua, nó vừa vào đèn, khi nó đã hết thì chúng ta bắt đầu chúng ta xạ lúa. Thì như vậy thì đến một tháng sau, khoảng tháng sau thì mới có lứa khác. Như vậy cái rầy chúng ta, lúa chúng ta được khoảng gần một tháng. Vì cái lứa sau nếu có rầy nữa thì nó cũng truyền và cái lúa không bệnh hoặc bệnh rất là nhẹ. Cái đó là về cái bệnh vằn lùng và lùng xoắn lá. Còn về cái chủ động phòng trừ rầy nâu á, thì chúng ta có nhiều cái biện pháp, như chúng ta dùng có thể sử dụng những cái giống ít nhiễm rầy để chúng ta gieo xạ. Thứ hai nữa thì chúng ta phải gieo xạ với mật độ thưa vừa phải và chúng ta tránh bón quá nhiều đạm. Bởi vì nếu mà chúng ta xạ dày và chúng ta sử dụng nhiều phân đạm sẽ làm cái điều kiện cái lúa nó xum xê, thích hợp cái điều kiện cho rầy nó sống và nó phát triển. Và thứ ba nữa là bà con cũng đặc biệt chú ý là chúng ta phải hạn chế là những cái thuốc bảo vệ thực vật, mà cái thuốc sâu mà chúng ta phun những loại sâu lá ở đầu vụ á, nếu mà chưa cần thiết thì bà con nông dân chúng ta không cần thiết phải phun. Như vậy bởi vì một là cây lúa có khả năng là nó ra những cái lá mới để phục hồi lại. Thứ hai, khi chúng ta sử dụng thuốc sâu sớm như vậy á, nó sẽ giết những con thiên địch ở trên đồng ruộng, tức là những con mà ở trong tự nhiên có khả năng nó hạn chế ăn được con rầy nâu, hạn chế được cái sự phát triển của rầy nâu. Vậy nếu mà chúng ta phun thuốc sớm quá, nó sẽ giết đi cái lực lượng này, tạo điều kiện cho rầy nâu có khả năng nó bộc phát ở cái giai đoạn sau. Vì vậy thì những cái biện pháp chúng ta phòng vậy, khi mà rầy nâu nó phát triển một số cao thì chúng ta phải áp dụng theo nguyên tắc 4 đúng để chúng ta phòng trị. Chúng ta phun xịt, tức là khi mật số trên 3 con trên một tép có khả năng gây hại thì lúc đó chúng ta sử dụng thuốc đặc trị rầy nâu để chúng ta phun xịt. Đó là một số cái biện pháp để chúng ta phòng như là trị đối với rầy nâu, bệnh vằn lùng và lùng xoắn lá. Cảm ơn tiến sĩ Trần Quang Giàu. Trả lời câu hỏi cho anh Trần Văn Dũng ở Hậu Giang. Tại sao vài năm trở lại đây, sâu bệnh phát sinh không theo quy luật mùa vụ hay là theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây lúa? Mời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ. Anh Dũng ở đây anh nói cái vấn đề về phát sinh. Người ta nói thường người ta nói là phát sinh rồi nó khác với lại cái phát triển. Phát sinh ở đây thì nó phải có cái nguồn nó gây ra, tức là bệnh thì phải có nguồn bệnh, côn trùng thì phải có cái nguồn mà côn trùng. Thì anh hỏi tại sao vài năm trở lại đây mà nó không theo quy luật gì hết. Thì một trong những cái nguyên nhân chính ở đây là do cái mùa vụ ở trên đồng của mình coi như là nó không có lúc nào mà dứt hết trơn hết trọi. Nghĩa là làm liên vụ mà lại xuống giống không đồng loạt, giống như tiến sĩ Giàu nói lúc nãy đó, không có đồng loạt thì như vậy là cái trên đồng lúc nào cũng có thức ăn, nên làm cho cái nguồn bệnh đó, hay là nguồn côn trùng đó, lúc nào nó cũng có hết trơn. Thì như vậy thì nó đâu còn theo cái mùa vụ nữa. Chính mình á, mình sản xuất không có mùa vụ thì nhất định là côn trùng nó phát sinh hay là bệnh nó cũng phát sinh, không có mùa vụ thì cái đó là chắc rồi. Mà chúng tôi nói là thường ở trong cái sản xuất mình phải theo thời vụ, phải biết khai thác cái thời vụ thì mới đem lại cái lợi cho mình. Mà chính mình cũng không có thời vụ thì nguồn bệnh hay là côn trùng nó cũng sẽ không có cái mùa vụ. Còn về vấn đề về phát triển á, tuy rằng nó có nguồn bệnh rồi mà nó có phát triển được hay không thì chính cũng do chính mình gây cho nó, nghĩa là đã có nhiều cái nguồn rồi mà lại là dễ dàng phát triển nữa. Giống như tiến sĩ Giàu nói lúc nãy đó, nó phát triển dễ dàng là bởi vì cái thứ nhất là chúng ta
giết hết thiên địch do sử dụng thuốc không có đúng nè. Cái thứ hai là bón đạm nhiều quá làm cho cái cây như vậy là rất là gây ra cái cây nó rất là khoái khẩu, nghĩa là làm cho các cái nguồn bệnh cũng như côn trùng rất là khoái khẩu với những cái cây mà được cây lúa mà được bón nhiều đạm. Và một cái thứ kế nữa là bà con của mình là để cho cái mật số cây ở trên ruộng của mình nó quá dày, đó cũng là những cái điều kiện để cho nó phát triển. Thì đấy là tôi trả lời anh Dũng tại sao cái vấn đề phát sinh rồi sau đó là có cái phát triển nó lên khỏe như vậy. Cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ. Trả lời câu hỏi cho anh Út Nhanh ở An Minh. Xạ lúa ép lai được một tháng bị sâu ăn có hình dạng giống như con ruồi, có thể bay. Lá lúa bị bụi, bị rụi, khô, vậy phải xử lý như thế nào? Mời tiến sĩ Giao. Kính thưa anh Nhanh, thì qua cái phần trình bày của anh đó, thì tôi đoán đây là cái con ruồi đục lá. Thì thật sự không phải con ruồi nó đục, mà con ruồi nó đẻ thành cái con dòi. Và con dòi nó chui vào cái đọt non của cây lúa đó, bắt đầu nó đục. Vì vậy cái lá chúng ta thấy cái lá nó cởi cổ ra thì chúng ta thấy có dệt cắn ngang, thật sự chúng ta thấy có nhiều lỗ. Và dạ vậy nếu mà nó đục nhiều thì cái lá chúng ta gãy xuống và cái lá nó bị khô đi. Thì trường hợp này cái lúa anh giai đoạn một tháng thì giai đoạn này thì cái lúa cũng có khả năng là nó phục hồi nếu mà được chăm sóc tốt, thì bằng cách là anh có thể tăng cường thêm phân đạm để cho nó tạo ra những cái lá mới. Còn nếu cái mật số có quá cao thì anh cũng có thể sử dụng những cái loại thuốc trừ sâu, đặc biệt là những cái thuốc nội hấp hay là thấm sâu để nó diệt được cái con dòi đang nằm ở trong cái đọt lúa. Đó là một số cái ý kiến trả lời câu hỏi của anh. Cảm ơn tiến sĩ Giao. Trả lời câu hỏi cho anh Nguyễn Văn Dũng ở Thốt Nốt, Cần Thơ. Vụ trước bị cỏ dại, lúa cỏ rất nhiều. Vụ này sau khi trục xong thì sử dụng Windup để sáng hôm sau rút nước ra xả lại. Hai ngày sau phun Windup lại lần nữa. Vậy có diệt được cỏ dại lúa cỏ hay không? Có ảnh hưởng mầm lúa không? Liên tục nhiều vụ có bị kháng thuốc hay không? Ý thứ hai anh Dũng muốn hỏi là thuốc Helix trộn chung với giống xạ ngầm có an toàn cho mầm lúa hay không? Ốc ăn mầm lúa trước hay là hạt thuốc trước? Ốc ăn thuốc chết nhả ra, con ốc sau ăn tiếp có chết hay không? Và có an toàn cho cá ở trong ruộng hay không? Mời thạc sĩ Bích Trân. Xin chào anh Dũng. Những câu hỏi của anh Dũng thì rất là hay và lý thú. Trong đó thì có cái ý là trước hết là cái việc mà anh xử lý, ý định là xử lý cái Windup là cái thuốc diệt mầm hai lần. Một lần là trước khi xạ một ngày và lần sau là sau khi xạ hai ngày. Có lẽ là tôi nghĩ là do anh giống một số bà con ở Tân Hồng, Đồng Tháp. Đây cũng là một cái kinh nghiệm mà chúng tôi đang khảo sát. Đó là bà con ở Tân Hồng, Đồng Tháp là không có xử lý cái cỏ hồng nảy mầm. Đặc biệt ở bên đó bà con xử lý cái cỏ tiền nảy mầm dạng Windup này mà hai lần. Trong đó thì nó khác cách của anh Dũng là một chút. Đó là trước khi xạ một khoảng thời gian coi như là yêu cầu trước là được, không để chung là được. Thì bà con ngay sau khi bà con phun xịt cái Windup xong bà con xạ. Xạ xong rồi thì 4 ngày sau là bà con xịt lại lần nữa. Mà trong vòng 4 vụ liên tục rồi, bà con không cần phải xử lý thêm một cái cỏ hậu nảy mầm nào hết, mà hiệu quả đạt cái cỏ là tối đa. Với điều kiện là ruộng ở bên đó rất là bằng phẳng, bằng phẳng và đẹp lắm. Tôi không biết ruộng anh Dũng có được như vậy hay không. Còn trường hợp này, chúng tôi chưa khuyến cáo là bởi vì trong vòng từ 0 đến 4 ngày thì chỉ cần một lần sử dụng thì cái Windup nó có thể giúp cho chúng ta quản lý được hết cái cỏ, tức là nó có thể tiêu diệt được hết cái cỏ ở trên ruộng mà chưa có điều kiện nảy mầm. Cái việc tiếp theo đó là cái Helix như vậy thì anh muốn trộn chung với cái lúa xạ ngầm, nó không có ảnh hưởng tới cái mầm lúa của chúng ta. Và cái việc mà anh quan tâm là con ốc nó ăn cái hộp của cái thuốc trước hay là cái lúa trước, thì tôi có thể nói rằng con ốc nó sẽ ăn cái hộp trước, bởi vì giữa cái hạt lúa và cái Helix thì ở trong cái Helix nó có cái chất dẫn dụ, nó hấp dẫn hơn. Thường thường thì cái mùi là nó tạo cho nên là đúng cái ý thích, cho nên nó sẽ bị lôi cuốn và nó đến nó ăn cái hạt thuốc trước. Và anh còn quan tâm hơn nữa là lỡ mà con đó nó ăn rồi, nó nhả ra con khác ăn, có chết hay không? Thông thường chúng tôi thấy là nó không nhả ra đâu anh. Nó mà đã nuốt được rồi là nó nuốt luôn. Còn trường hợp mà nó có chết do đến tiếp xúc với cái dùng nước do cái hạt thuốc nó chảy ra, nó chết rồi,
thì những con ốc khác vẫn bị ảnh hưởng bởi cái dùng nước hay là cái hạt thuốc đó vẫn còn ảnh hưởng những con ốc khác. Do đó mà một hạt thuốc có thể gây chết được cùng một lúc nhiều con ốc, chứ không phải nhất thiết là một hộp chỉ diệt một con ốc. Còn một cái ý nữa đó là anh sợ là cái viên đất mà xài lâu có bị lần thuốc kháng thuốc hay không, thì anh phải yên tâm một điều là khi nào mà Cục Bảo vệ Thực vật còn cho chúng tôi phân phối trên thị trường những cái thuốc trong danh mục thì lúc đó cái thuốc vẫn còn.